Sáng nay thì quận Hoàng Mai đã tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện chỉ thị số 34 của Bộ Chính trị về việc tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng và tổng kết phong trào thi đua người tốt, việc tốt năm 2024. 10 năm qua, quận Hoàng Mai luôn chú trọng đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp tổ chức các phong trào thi đua yêu nước và nâng cao chất lượng phù hợp với từng thời kỳ, giai đoạn gắn với nhiệm vụ chính trị của từng ngành, địa phương, đơn vị. Các phong trào thi đua được phát động theo chuyên đề, các đợt cao điểm tiêu biểu như phong trào vì người nghèo không để ai bị bỏ lại phía sau, toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, người tốt, việc tốt, trật tự văn minh đô thị, cải cách hành chính, chuyển đổi số, v.v. Mỗi phong trào chuyên đề thi đua đều được gắn với việc xây dựng các mô hình, giải pháp mới, thiết thực, hiệu quả. Tính đến tháng 9 năm 2024, đã có 26 cá nhân được Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố tặng danh hiệu Người tốt, việc tốt, 94 cá nhân đạt danh hiệu Người tốt, việc tốt cấp quận về cuộc thi viết về gương mặt điển hình tiên tiến Người tốt, việc tốt năm 2024. Ban giám khảo đã chấm điểm, lựa chọn những bài viết tiêu biểu để khen thưởng, gồm 1 giải nhất, 2 giải nhì, 4 giải ba và 10 giải khuyến khích. Lựa chọn 50 bài để tham dự cuộc thi cấp thành phố.